Okay. Thật lòng mà nói thì ban đầu mình rất là sợ khi phải chích vaccine, bởi vì mình sợ là có nhiều cái ảnh hưởng phụ tới sức khỏe. Nhưng mà khi nghĩ lại là mình làm trong ngành dịch vụ, đó là cái điều ưu tiên nhất mình phải làm, đó là bảo vệ bản thân mình và bảo vệ mọi người xung quanh. Và cái thứ hai đó là mình rất mong muốn được trở về nhà, nên vì thế cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và mọi người trong gia đình đó là chiếc vaccine. Mình nghĩ đó là một điều nên phải làm, bởi vì mình làm việc trong môi trường bệnh viện thì mình không biết chuyện gì có thể xảy ra, nên cách tốt nhất là bảo vệ bản thân mình và đồng thời bảo vệ cho đồng nghiệp và khách hàng. Như mình đã nói thì điều mình mong muốn nhất khi mà mọi thứ trở lại bình thường đó là mình được về thăm quê hương và gia đình. Và cái thứ hai đó là từ khi mình qua đây thì mình đã bị lockdown gần 2 năm, nên là mình rất muốn được ra ngoài và được đi du lịch. That's it. Come on, youth project, let's get job done.